Mọi người có biết vì sao mặt Rưu bóng bóng không? Tại vì cái video này Rưu để mặt mộc để quay á, và Rưu thì vừa mới dưỡng xong với một bộ dưỡng 30 triệu đồng. Mình quảng cáo bộ này chắc không ai mua. Hôm nay Rưu nhận được một cái hộp quà rất là xinh từ ba CE cho mọi người xem nha. Mới đầu Rưu nhìn này thì Rưu nghĩ một là màu mắt, hai sẽ là những cái dạng palette để mà đánh khối. Xong rồi cái Rưu lại nghĩ lại là ủa, có thấy trên web của ba CE đâu, tại vì Rưu vô website ba CE mỗi ngày luôn á. Xong rồi mở ra lại thấy bên trong là một cái này, Rưu định nghĩ à chắc là một cái gương. Khả năng tưởng tượng của mình ghê ha. Xong rồi đến khi mà Rưu nảy ra thì Rưu lại tưởng nó là một cái ổ cứng. Nhưng mà hóa ra đây là một cái cục sạc, ổn không phải, cục pin dự phòng. À, cho mọi người xem nha. Xong rồi cái lúc mà Rưu bóc cái này ra thì cái jack cắm này là jack cắm của Android, mà Rưu thì xài Apple. Xong rồi Rưu lại cũng hơi buồn buồn. Hóa ra cái lỗ kế bên ấn vô kéo ra thì lại là một cái jack cắm của Apple. Yeah. Rồi Rưu thích cái này dã man luôn á. Biết sao không? Tại vì cái hôm nay Rưu nhận cái này là Rưu mặc một cái áo màu hồng luôn. Và điện thoại của Rưu cũng màu hồng nữa, cho nên cái này kiểu siêu xinh á. Hồi xưa mình cũng có nói trong một video là mình ghét màu hồng. Giờ nghĩ lại thấy thích màu hồng nha. Mọi người nhìn nè, xinh không? Yêu, xinh dã man. À, sẵn khoe với mọi người. Sẵn khoe với mọi người cái móng tay của Rưu. Que kem. Cái cài này được lên sóng bởi vì gần nhất trong video review son mọi người đã khen là Rưu cài cái này nhìn Rưu trẻ ra 10 tuổi, cho nên là Rưu đã quyết định là Rưu sẽ đeo cái cài này suốt đời. Hello mọi người, video của ngày hôm nay Rưu đã để mặt mộc để quay, tại vì đây sẽ là một video dưỡng da. Nếu mọi người thấy mặt Rưu trong video có vẻ như hơi bóng quá thì không phải là Rưu highlight bị lố tay đâu, mà là do dưỡng da đó. Video này Rưu sẽ review cho các bạn về cái bộ dưỡng mắt nhất của SK-II mà Rưu đã từng được sử dụng. Và đó chính là cái bộ LXP có cái tông màu vàng đồng rất là long lanh ở đây. Bạn nào mà hay xem Rưu trên Instagram hoặc là fanpage thì chắc là các bạn cũng biết là Rưu sử dụng SK-II cũng đã gần 4 năm rồi. Vậy thì trong những năm trước đây thì Rưu sử dụng các cái dòng cơ bản của SK-II. Nó sẽ bao gồm là nước hoa hồng, nước thần, serum và kem dưỡng. Khi mà Rưu nghiên cứu về SK-II thì Rưu cũng có biết về cái bộ LXP này rồi. Nhưng mà Rưu cũng có tham khảo một số nguồn tài liệu trước đây, thì người ta bảo là cái dòng LXP này có cái hàm lượng Bitera rất là cao. Cho nên với những người mà chưa sử dụng bộ cơ bản, da chưa có thích ứng với lại Bitera thì đừng có vội vàng mà lấn sân sang LXP. Cách đây 2 tháng thì Rưu đã mua thử. Vậy thì đầu tiên có thể nói là những em này cầm rất là sướng tay, nó rất là sang trọng, rất là bắt mắt và cảm giác giống như là rất là hoàng gia, kiểu vậy, rất là sướng tay ha. Đặc điểm tiếp theo là trong cái bộ này nó đã không còn cái mùi chua chua của Bitera mà các bạn hay thấy trong nước thần. Nhiều bạn khi mà đến học lớp SK-II bên Rưu và lần đầu tiên được ngửi cái mùi trụ cái chai nước thần á, thì mấy bạn nói như kiểu là bật ngửa ra đằng sau luôn á, tại vì cái mùi rất là nồng và rất là hôi. Ở những cái lần đầu tiên mà Rưu xài nước thần thì Rưu cũng không quen lắm với mùi đó, nhưng mà mọi người biết không, sau từng đó năm thì Rưu cũng đã bị nghiện cái mùi chua chua đó luôn rồi. Vậy thì không biết là một cái hay hay một cái dở mà cái bộ LXP này hãng đã không có để cho mình ngửi thấy cái mùi đó nữa. Cụ thể là trong cái chai Essence này thì bên trong không có mùi gì luôn, cho nên là cảm giác như là mình đang thoa nước lọc vậy đó. Đó là cái điều mà Rưu không thích ở cái chai Essence này. Nhưng mà có một cái hay là em này có rất là nhiều độ ẩm. Ví dụ như bình thường Rưu thấm ra miếng bông và lưu lâu lên trên da, thì với những cái sản phẩm khác thì lau xong là da mình vừa đủ ráo, thì với cái chai này Rưu sẽ còn phải làm cái thao tác vỗ nữa thì cái làn da của mình nó mới thật sự ráo. Tức là em này cấp nước cho da rất là tốt. Vậy thì cái chai lọ số 2 mà Rưu muốn review cho mọi người chính là cái chai serum ở đây. Không như dòng cơ bản, SK-II sẽ có serum Aura, serum Spot và serum RNA. Thì với cái dòng LXP này hãng chỉ sản xuất có một loại serum thôi. Cái hay của cái serum này là có khi mà bạn vừa mở nắp ra thì có một cái đầu xịt luôn, chứ nó không phải như những cái loại serum khác. Ví dụ như Rưu đang cầm trên tay cái lọ serum Aura, mọi người phải nhấn cái nút ở đây, mọi người vặn lên rồi mọi người phải nhỏ giọt ra. Thì với cái này hãng đã làm cái đầu pump này nè, cho nên là mọi người nhấn. Ví dụ như với mặt Rưu là Rưu sẽ thường nhấn 1.5 pump là đủ hết luôn cho một mặt luôn. Vậy thì cũng giống như cái chai Essence hồi nãy, cái chai serum này nó làm cho cái làn da của Rưu rất là mọng nước,
thậm chí là mình sẽ phải vỗ liên tục thì da mình nó mới ráo, còn không là cái làn da mình nó sẽ hơi nhớt nhớt một chút. Nhưng mà cái sự thẩm thấu của mấy em này lên trên da mình nó cực kỳ nhanh. Chỉ có một điều là đến khi mà Rư xài cái chai này thì Rư phát hiện ra là cái bộ LXP này có mùi hoa hồng. Và các bạn theo dõi Rư bấy lâu chắc các bạn biết là Rư dị ứng với hoa hồng. Cho nên là cứ mỗi một khi mà hửi một cái mùi hoa hồng mà nó hơi nồng là mình sẽ rất là dễ bị nhức đầu. Và nếu như bạn đã từng sử dụng cái chai serum Aura này thì cái độ lỏng của em này cũng tương đương với lại cái Aura. Tuy nhiên Aura bạn vỗ một hai lần là nó sẽ thấm ngay vào da, còn em này bạn sẽ cần nhiều lần vỗ hơn để mà sản phẩm có thể thẩm thấu hết vào da của mình. Sản phẩm số 3 mà Rư muốn review cho các bạn trong cái bộ LXP này của SK-II chính là cái kem dưỡng cho mắt. Và không phải là lần đầu tiên Rư sử dụng một sản phẩm kem dưỡng của SK-II, trước đây Rư đã từng trải nghiệm hai loại kem dưỡng hũ màu đỏ và đến loại này là loại số 3. Vậy thì cái loại này trên trang web của hãng thì bảo là em này có thể giúp làm giảm cái vết thâm vùng mắt. Và bởi vì Rư thức khuya hay sau đó mà Rư thấy là Rư dùng em này thì nó cũng không xi nhê cho lắm, mắt kiểu vẫn thâm. Nếu như mà các bạn là những cái người mắt mí lót thì các bạn sẽ hiểu cái cảm giác là có những buổi sáng ngủ dậy mắt mình hoàn toàn không có mí, và có những buổi sáng ngủ dậy hên hên sau đó thì mắt rất là rõ mí. Thì Rư là một cái người mí lót, cho nên là khi mà Rư sử dụng những cái hũ kem dưỡng mắt thì Rư luôn luôn mong đợi một sản phẩm có thể làm cho cái phần mí của mình nó lên rõ hơn. Với những cái dòng hũ kem dưỡng mắt màu đỏ trước đây của SK-II mà Rư đã từng xài á, thì khi mà mình ngủ dậy cái mí của Rư, cái mí mắt của Rư á, nó luôn luôn hằn rất là rõ. Nhưng mà với cái hũ kem này thì Rư không thấy được điều đó, cho nên có thể nói là cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà Rư khá là không thích. Khi mà Rư mua cái bộ LXP này thì Rư mua cái thời gian nó không có đồng đều á, là Rư mua cái eye cream này trước nè. Rư đặt rất nhiều kỳ vọng là em này có thể làm cho mắt của Rư theo kiểu là phục hồi vân vân. Và mặc dù là sử dụng mỗi tối luôn, nhưng mà các bạn thấy là cái lọ còn rất là nhiều. Cái bộ này Rư mua cách đây 2 tháng, thì với cái hũ này Rư đã mua cách đây cũng khoảng 4 tháng rồi. Và các bạn nhìn nè, siêu nhiều, còn siêu nhiều. À, cái này nó đặc lắm, vậy nó cũng không rớt. Và cái sản phẩm cuối cùng chính là cái hũ kem dưỡng hết sức là sang chảnh ở đây. Thực ra thì cái hũ này sẽ còn có một cái cây á, một cái que á, để mà cắm ở đây nè, để mà khi mà mình lấy sản phẩm mình dùng cái que đó mình dít ra. Nhưng mà Rư rất là ghét những cái que đó, Rư thường vứt và lấy tăm bông, dùng xong một lần rồi Rư vứt luôn. Thì khi bạn mở ra thì bên trong là cái hũ kem như này, và mở cái nắp nhựa này ra thì bên trong này là cái lượng kem. Vậy thì cái sản phẩm kem dưỡng này là cái sản phẩm kem dưỡng đặc nhất mà Rư đã từng trải nghiệm. Không chỉ riêng SK-II mà Rư trải nghiệm rất là nhiều các sản phẩm dưỡng khác nhau, và đây là cái sản phẩm dưỡng đặc nhất mà Rư từng thấy. Tức là khi mà bạn lấy ra tay thì ngay những cái nhấp chạm đầu tiên á, là bạn đã thấy tay bạn nó hơi dính dính rồi. Và khi mà Rư với mẹ Rư cùng sử dụng hũ này thì các bạn nhìn nè, cái lượng kem vẫn còn rất là nhiều ở bên trong. Tức là hũ này mặc dù là nó mắc thiệt, nhưng mà cái lượng kem mình lấy mỗi lần rất là ít, nhưng mà nó vẫn đủ cho mặt. Tuy nhiên cái cảm giác tiếp theo khi mà mình thoa lên trên mặt của mình là nó siêu dính. Rư không biết các bạn có thích một cái loại kem dưỡng mà thoa lên mặt nó dính dính hay không, nhưng mà đối với Rư thì không. Tại vì Rư đi ngủ rất là xấu nết, lúc nào cũng đạp tung chăn gối rồi vân vân, cho nên là cảm giác như là cái gì mà nó dính quá thì nó rất là dơ. Và Rư thì Rư không thích em này, và chưa bao giờ Rư dám mạo hiểm sử dụng em này vào ban ngày hết. Tại vì ban đêm ngủ máy lạnh mà đã thấy dính rồi thì ban ngày Rư cũng không tưởng tượng được nó như thế nào. Và đây cũng chính là sản phẩm mắc nhất và đồng thời là sản phẩm nồng mùi hoa hồng nhất. Với tất cả những yếu tố đó cộng lại thì Rư nghĩ là em này là cái em mà Rư không thích nhất trong cái bộ LXP này, mặc dù bao bì rất là đẹp. Vậy thì trả lời cho câu hỏi là nếu như các bạn có khoảng hai mấy cho tới 30 triệu thì các bạn có nên đầu tư cho cái bộ LXP này không? Thì Rư nghĩ câu trả lời sẽ là không. Kể cả những bạn đã vốn yêu thích với SK-II và đã rất gọi là sao ta, rất cuồng Bitera, thì Rư nghĩ các bạn cũng hãy suy nghĩ kỹ lại một chút. Cái đầu tiên là với khoảng 8 triệu để mà mua một chai nước thần, một lọ serum và một hũ kem dưỡng, thì Rư nghĩ là các bạn vẫn thấy được cái tác dụng của sản phẩm. Cái bộ này mặc dù là hai mấy 30 triệu, nhưng mà Rư thấy là cái tác dụng nó không hẳn là gấp 3, gấp 4 lần so với những cái bộ cơ bản mà Rư đã từng sử dụng và
Rue đã từng gọi là bỏ vào trong cái lớp học SK2 của Rue á. Cho nên là mọi người nếu như mà mua bộ này thì nên suy nghĩ. Cái tiếp theo là với những bạn mà chưa bao giờ trải nghiệm SK2 thì mọi người cũng lại càng không nên mua cái bộ này. Tại vì cái lượng Bitera rất là cao, sẽ dễ gây kích ứng cho da của mình. Thì Rue cũng khuyên mọi người là hãy chọn cái dòng cơ bản để mà sử dụng. Và nếu như các bạn muốn biết mua SK2 Nhật nội địa ở đâu thì đây là cái link của Rue, ghé Rue mua nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Rue. Và nếu như mà các bạn có thắc mắc gì về SK2 thì để lại comment bên dưới cho Rue đọc với nha. Rue sẽ cùng mọi người giải đáp. Nhớ subscribe channel của Rue để theo dõi thêm các video khác trong thời gian sắp tới. Bye bye.